bóng xương rồi dặm bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài, chắc cũng có ông bà cha mẹ hoặc thương ta hoặc kẻ ta sai. Phật người gian phân hoa xương nữ nam phân mình đâu khó gì, đàn ông xương trắng nặng hoành, đàn bà xương nhẹ đen màu thâm tối. Vì xin con quyết ra thân thể xây nên xương hằng màu đen. Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc, sáng nặng con người tháng cơ quan, tháng đầu thai đậu tận xuân, mai chiều nhìn dưỡng sợ tan bất buồn. Nghĩ đơn qua xót à, thương cha mẹ mình con sanh à, dưỡng a nan sinh Phật phân Châu dẫn viên thanh nhạc và con gái thứ năm của nhạc sĩ Bắc Sơn cùng với diễn viên Trần Chinh, cháu đòn của nhạc sĩ Bắc Sơn. Đoàn văn nghệ thuật cho Bắc Sơn do gia đình nhạc sĩ Bắc Sơn thành lập, được sự hỗ trợ của tập đoàn An Nông kết hợp với các văn nghệ sĩ thành phố. Và ngày hôm nay sự có mặt của ca sĩ Bích Phượng, con gái của nhạc sĩ nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn, nghệ sĩ Thắng Đăng Khoa. Chúng tôi sẽ thực hiện chương trình lễ du lan hôm nay, mong rằng quý vị chúng ta ủng hộ. Xin cảm ơn.